Những ngôi sao Việt ăn chay trường hiện nay, ăn chay đã trở thành thói quen của nhiều người trẻ, đặc biệt trong đó có cả những người nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, 1100. Việt, họ đã chọn giải pháp ăn chay và trở thành Phật tử để tìm chốn yên tịnh trong tâm hồn. MC Đại Nghĩa xuất thân là một diễn viên hài, khán giả thường quen thuộc với hình ảnh của một Đại Nghĩa hoạt náo vui tươi trên sóng truyền hình trong nhiều vai trò như MC, diễn viên phim và nghệ sĩ kịch nói. Tuy nhiên, ít ai biết rằng anh là Phật tử đã ăn chay trường song suốt nhiều năm liền và có đời sống điềm đạm. Chia sẻ về vấn đề này, Đại Nghĩa bộc bạch, ăn chay đến với tôi như một cái duyên. Những năm khi chưa giác ngộ, tôi chỉ ăn chay vào những ngày rằm trong tháng. Nhưng từ khi nghe lời dạy của các thầy, tôi đã tập ăn chay nhiều hơn và đến khi mình chẳng còn thiết tha việc ngã mạn nữa. Nếu thường xuyên theo dõi Facebook cá nhân của Đại Nghĩa, anh luôn cập nhật những món chay độc đáo, bắt mắt do chính anh tự nấu và hướng dẫn. Đó là vì Đại Nghĩa muốn chia sẻ cho mọi người thấy được sự đơn giản và tinh tế để món chay cũng có thể hấp dẫn được lòng người. Ăn chay thật ra chỉ đơn giản với mục đích bảo vệ sức khỏe và thanh lọc cơ thể, không sát sinh. Nhưng với Đại Nghĩa, anh tâm sự rằng từ khi ăn chay, tâm tính mình được an lạc và từ bi hơn. Từ đó, anh trở nên bình thản với mọi chuyện, mỉm cười với những thị phi và đưa ra những cách giải quyết khéo léo hơn. MC Đại Nghĩa và sư Giác Minh Luật diễn viên Việt Trinh sau khoảng thời gian trượt dài trong tai tiếng. Việt Trinh gần như biến mất khỏi giới showbiz vì cô đã tìm thấy bình yên nơi cửa Phật sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, từng đạt đến đỉnh cao của danh vọng hào quang. Nhưng cũng có khoảng thời gian trượt dài trong tai tiếng. Bức tranh cuộc đời của nữ nghệ sĩ Việt Trinh dường như đã đủ sắc màu hỉ, nộ, ái, ô. Song đến nay, cô đã lui về với cuộc sống an nhàn duy một màu sắc, đó chính là màu áo tràm. Hàng ngày, cô ăn chay, niệm Phật và lên chùa làm thiện nguyện. Có thể nói, những cú sốc trong cuộc sống tình cảm cũng như con đường sự nghiệp đã đẩy đưa cô đến cửa Phật, để cô giác ngộ được nhiều điều và tìm ra đâu mới chính là con đường tịnh tâm của cuộc đời mình. Từ đó Việt Trinh lấy lại được cân bằng, ra sức làm từ thiện để chia sẻ nhân rộng tấm lòng đến nhiều mảnh đời cơ nhỡ. Việt Trinh tâm sự, tôi nghĩ, có thể do hiện kiếp hay tiền kiếp, tôi đã làm những điều không tốt, đã gieo những nhân xấu, thì bây giờ tôi phải nhận lại những quả ấy. Tôi có quan niệm, nếu mình đã vui vẻ để đi vay nợ, bây giờ cũng phải vui vẻ, hoan hỉ để trả những món nợ ấy. Vì thế, khi trở lại với nghệ thuật trong vai trò đạo diễn, khán giả thường thấy hơi hướng đạo Phật trong nhiều bộ phim mà cô thực hiện. Ca sĩ Phương Thanh ngày nay, khán giả dường như đã quen thuộc với hình ảnh ca sĩ nổi tiếng một thời, Phương Thanh thường xuyên ở chùa làm thiện nguyện. Chị cho biết rằng trong suốt thời gian dài, chị bị nhức đầu kinh niên, mất ngủ và thường xuyên bế tắc. Nhờ giác ngộ với đạo Phật và tập ăn chay, sức khỏe của chị đã khá hơn rất nhiều, mọi chuyện buồn phiền may mắn được giải quyết. Bây giờ điều đó đã trở thành thói quen của chị. Những lúc rảnh rỗi, ca sĩ Phương Thanh lại tìm đến các chùa và vào bếp cùng các sư cô. Bên cạnh đó, chị còn thường xuyên kêu gọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên mạng xã hội. Hiện nay, ca sĩ Phương Thanh đang có mặt tại Ấn Độ để thực hiện chuyến hành hương về với quê hương của Đức Phật. Để thực hiện chuyến hành trình này, Phương Thanh đã phát tâm nguyện xuống tóc để buông bỏ hết mọi thứ. Hình ảnh ca sĩ Phương Thanh khi đến Ấn Độ để thực hiện chuyến hành hương về với quê hương của Đức Phật. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nói rằng, với tôi, ăn chay và ngồi thiền là cơ duyên hoàn toàn tự nhiên. Ăn chay rồi, tôi thấy mình không thể ăn mặn trở lại. Còn những triết lý của đạo Phật giúp con người tôi thiện hơn, như hơn và tìm thấy sự bình an. Hồ Quỳnh Hương là ca sĩ ăn chay trường nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Việt. Đôi lúc bị gán ghép rằng cô ăn chay và ngồi thiền là chạy theo xu hướng. Tuy nhiên, cô bỏ ngoài tai những lời gièm pha. Hồ Quỳnh Hương nói rằng, với tôi, ăn chay và ngồi thiền là cơ duyên hoàn toàn tự nhiên. Ăn chay rồi, tôi thấy mình không thể ăn mặn trở lại. Còn những triết lý của đạo Phật giúp con người tôi thiện hơn, như hơn và tìm thấy sự bình an. Cựu hoa hậu Trương Thị May vẫn giữ thói quen ăn chay trường từ bé để bảo vệ sức khỏe và giúp tâm hồn được thanh thản. Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đạo Phật và ăn chay trường, mối duyên đắc đạo đến với Trương Thị May từ rất sớm. Năm 13 tuổi, cô đã tập làm quen với việc lên chùa, nghe thuyết pháp và ăn chay trường. Cô chia sẻ, ăn chay là cách tốt nhất để khắc phục sai lầm lớn của con người là sát sinh. Bên cạnh đó, ăn chay còn giúp cho tôi thanh lọc cơ thể, giữ được sự hòa quyện đẹp đẽ giữa vóc dáng và tâm hồn. Cựu Hoa hậu Trương Thị May tại Đại lễ Vơ sắc Liên Hợp Quốc 2019, Tam Trúc,
Hà Nam. Diễn viên Ngô Thanh Vân. Ngô Thanh Vân cùng Đại Nghĩa và Trương Thị Mai chia sẻ về việc ăn chay và áp dụng những lời dạy của Đức Phật ở đời thường. Với vai trò đa năng, vừa là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, giám đốc đào tạo công ty giải trí và mới đây nhất là đạo diễn, ít ai biết rằng đà nữ Ngô Thanh Vân là đại sứ cho Quỹ Nhịp Tim Việt Nam và Quỹ Vết Sẹo Cuộc Đời. Điều đó xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của nữ nghệ sĩ trẻ muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong hành trình suốt 5 năm qua, cô và những mạnh thường quân khác đã giúp sức hoàn thành cứu được hơn 1.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Chia sẻ về công việc này, Ngô Thanh Vân nói, cái mình có là nền tảng. Nhưng chính cái mình cho đi mới là thứ đem lại cho mình hạnh phúc rất nhiều. Cô cũng có mối duyên lớn và đức tin mãnh liệt với đạo Phật. Hiện nay, Ngô Thanh Vân cũng thường xuyên tham dự buổi thuyết pháp tại các chùa nhằm chia sẻ những hiểu biết của mình đến các Phật tử và kêu gọi sự đóng góp cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngô Thanh Vân cùng Đại Nghĩa và Trương Thị Mai chia sẻ về việc ăn chay và áp dụng những lời dạy của Đức Phật ở đời thường. Tiến Đạt là một rapper với nhiều bản nhạc sống động, ít ai biết được rằng bên trong vẻ bề ngoài có phần gai góc và cứng nhắc là một tâm hồn trầm lặng. Được biết, Tiến Đạt đã nhiều năm liền giữ thói quen ăn chay và theo các Phật tử lên chùa. Trong chuyến hành hương của ca sĩ Phương Thanh vừa qua, Tiến Đạt cũng là người đi cùng nữ ca sĩ cùng với vai trò là một đệ tử của nhà Phật. Rapper Tiến Đạt cùng ca sĩ Phương Thanh trong chuyến hành hương về với Đức Phật. MC Hạnh Phúc năm 2012, trong một lần đi xét nghiệm vì phát hiện có hạch ở cổ, Hạnh Phúc vô cùng hoang mang khi được bác sĩ thông báo rằng mình đã bị ung thư máu. Đang ở vào những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ với rất nhiều hoài bão còn chưa thực hiện được, Hạnh Phúc như phải nhận lấy giấy báo tử. Sốc và hoang mang, anh phải bỏ dở công việc và mọi dự định ở thành phố Hồ Chí Minh để trở về Hà Nội. Trong suốt hơn một tháng, anh sống trong nỗi lo lắng, tuyệt vọng trước căn bệnh quái ác. Giữa lúc tưởng chừng như đen tối và bế tắc nhất, Hạnh Phúc tìm đến đạo Phật như một sự cứu rỗi. Anh tập ăn chay, mỗi ngày dành ra 4-5 tiếng ngồi thiền và tụng kinh. Một tháng sau đó, Hạnh Phúc đi xét nghiệm lại và kết quả cho thấy anh không bị ung thư. Có lẽ chính sức mạnh tâm linh đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, Hạnh Phúc tâm sự. Cú sốc khi đứng giữa ranh giới sinh tử và lòng hiếu thuận đã tạo động lực để MC Hạnh Phúc quyết định trở thành người ăn chay trường. Ảnh Internet đặc biệt, cú sốc khi đứng giữa ranh giới sinh tử và lòng hiếu thuận đã tạo động lực để MC Hạnh Phúc quyết định trở thành người ăn chay trường. Những ngày tháng sau, Hạnh Phúc vẫn duy trì thói quen ăn chay theo ngày, khoảng 7-8 ngày tháng. Cho đến khi một biến cố khác xảy đến khiến anh thay đổi. Từ chỗ ăn chay theo ngày, Hạnh Phúc trở thành người ăn chay trường từ đợt ấy. Ban đầu là một bữa chay trên ngày, sau tăng dần lên 3 bữa. MC Hạnh Phúc. Ha ha ha, 问什么的说呵。